Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều ngày 28 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do các trận động đất gây ra trên địa bàn. Trong đó, trận động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày, có độ lớn 5,0 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,827 độ vĩ Bắc, 108,245 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Đây là trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại huyện Con Plong từ trước đến nay. Trận động đất đã gây rung lắc tại nhiều tỉnh thành của Tây Nguyên và miền Trung. Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban nhân dân huyện Con Plong cho thấy, chưa có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do động đất gây ra. Tại xã Măng Bút, một hộ dân bị rơi tivi hư hỏng do động đất. Tại xã Đắc Rinh, có hai công trình là trường trung học cơ sở và trạm y tế xã bị nứt toạc các vách tường. Tại xã Đắc Nên, trường mầm non, phòng làm việc công an xã có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn. Theo Viện Vật lý Địa cầu, tính từ trưa tới 20 giờ tối ngày 28 tháng 7, khu vực huyện Quang Long, tỉnh Con Plông, tỉnh Kon Tum đã hứng chịu 13 trận động đất. Trong đó, hai trận xuất hiện trong vòng chưa đầy 1 giờ, từ 19 giờ 08 phút đến 19 giờ 53 phút tối 28 tháng 7, với cường độ lần lượt là 3,5 độ và 3,8 độ tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Nhiều trận động đất xảy ra ở khu vực Con Tum đã khiến các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam rung lắc mạnh, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình anh đang ăn trưa thì cảm nhận rất rõ rung lắc, khoảng từ 5 đến 7 giây. Anh Nguyễn Anh Tuấn nói, tại thời điểm đó tôi rất hoảng sợ vì không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đã hô hoán gia đình cùng chạy ra ngoài. Chị Hoàng Thị Lan, chú tại Hội An, Quảng Nam, cũng hú vía khi thấy nền nhà rung bẩn bật và giật thêm 3 lần nữa. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 giây, chị cùng nhiều hàng xóm vì quá lo lắng nên chạy ra đường. Trước tình hình trên, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần thuộc Viện Vật lý Địa Cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến ta luy dương tại km 304 620, tuyến tránh quốc lộ 6, địa phận bản lụa xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La bị sạt lở. Hàng nghìn mét khối đất đổ sập xuống, lấp kín lòng đường gây cản trở giao thông. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện giao thông di chuyển qua. Điểm sạt lở cách xa nơi có hộ dân sinh sống nên không bị ảnh hưởng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La đã có mặt tại hiện trường để chốt chặn, cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn. Hàng chục máy xúc, ô tô được huy động để xúc, ủi, san gạt, khẩn trương khắc phục sự cố Đảm bảo thông tuyến nhanh nhất Trước đó trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa lớn kéo dài Gây sạt lở đất, lũ quét, ngập úng Làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng Ước tính tổng thiệt hại trên 280 tỷ đồng Mưa lũ, sạt lở đất, đá Đã làm hàng chục người thương vong Hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng Ngoài ra, mưa lớn còn gây sạt lở Sụt ta luy dương Xa bồi 261.268m khối Sạt lở ta luy âm Là 512 m sói lề đường 1 1327 mét khối, hư hỏng 16 cầu cống, 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông, nhiều điểm nguy cơ cao sạt lở đất đá. Từ chiều tối ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Sơn La có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 300 mm. Trong mưa rông có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong đợt mưa lớn này, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc. Để chủ động ứng phó với thiên tai, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đang khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách, kịp thời nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một hình ảnh so sánh cho rằng cả bản ở Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị lũ cuốn trôi. Tối 27 tháng 7, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên, đã bác thông tin trên và cho biết, đó là thông tin sai sự thật. Người dùng mạng xã hội không nên chia sẻ gây hoang mang dư luận. Ông Cường nói, đây là hai bức ảnh hoàn toàn khác nhau. Ở vị trí bị lũ cuốn trong bức ảnh mới chụp, chủ yếu là ruộng lúa của người dân và đường quốc lộ 12 chạy qua sát chân núi. Còn ở bức ảnh cũ là quốc lộ 12 chạy qua giữa bản, nếu tinh ý sẽ nhìn ra ngay. Theo thống kê mới nhất của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, lũ quét làm 53 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp và bị đổ sập. 46 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 80 ha lúa bị vùi lấp và 16 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 3 công trình thủy lợi và hai công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng. Hệ thống điện và thông tin liên lạc khoảng hơn 1 km hỏng hoàn toàn. Tuyến quốc lộ 12 đi qua xã Mường Pồn có nhiều vị trí sụt sạt. Đặc biệt, đoạn tuyến km 170 730 đến km 170-780 bị sói trôi toàn bộ nền, mặt đường, một cống tròn, một cầu treo và một ngàm tràn bị trôi. Các lực lượng đang nỗ lực làm cầu tạm để thông đường cho những phương tiện đi lại trên quốc lộ 12. Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao 5.000m, miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng trọng tâm mưa sẽ là khu vực trung du và vùng núi phía bắc với lượng phổ biến 70 đến 200 mm cục bộ có nơi trên 300 mm khu vực đồng bằng mưa ít hơn phổ biến 50 đến 150 mm có nơi trên 200 mm từ ngày 1 tháng 8 rãnh áp thấp qua khu vực bắc bộ suy yếu dần miền bắc giảm mưa và trời chuyển nắng trở lại tuy nhiên chiều và tối ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông cơ quan khí tượng cho biết mưa lớn những ngày tới xảy ra trong bối cảnh một số khu vực đồng bằng ở hà nội đang ngập úng nhiều điểm sạt lở ở vùng núi chưa khắc phục xong điều này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và làm trầm trọng ngập úng ở vùng trũng thấp Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam, hoạt động với cường độ trung bình và áp cao cận nhiệt đới xu hướng lớn Tây, thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, thậm chí có nơi trên 80 mm. Mưa rông chủ yếu xuất hiện về chiều tối, xác suất mưa từ 60 đến 75%. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh, gió Tây Nam có cường độ phổ biến ở mức cấp 4 đến 5. Thời tiết biển có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.